Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Donald Trump chỉ thẳng, người phát ngôn Trung Quốc nói ngu và Bắc Kinh gây nhiều nỗi đau mất mát. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắm mục tiêu vào một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc tấn công mới nhất của ông vào Bắc Kinh về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo Tổng thống Mỹ, các tuyên bố của chính phủ Trung Quốc là một sự ô nhục và ông Trump quy trách nhiệm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc về nỗi đau, mất mát do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra cho toàn nhân loại. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào hôm 20 tháng 5 năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump không nêu tên cụ thể của người phát ngôn nào mà ông công kích. Nhưng hôm thứ Tư 20 tháng 5, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Trung Quốc đã chỉ trích ông Trump về tối hậu thư đối với Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Trong đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc cơ quan của Liên Hợp Quốc đã đầu hàng trước áp lực của Trung Quốc và yêu cầu Tổng giám đốc Tedros phải tiến hành các cải cách lớn trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ mất tài trợ của Hoa Kỳ. Ông nói, chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nên tập trung vào việc đánh bại COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nên tập trung vào việc đánh bại COVID-19 thay vì đưa ra tối hậu thư cho tổ chức hiện chỉ đạo việc đối phó với dịch bệnh toàn cầu. Ông Triệu Lập Kiên đã viết trên trang tweet như vậy, và chẳng ai quan tâm về việc chính trị hóa về nguồn gốc của virus cả. Ông Triệu viết thêm, có ý nhắc đến các yêu cầu của quốc tế đòi có một cuộc điều tra về nguồn gốc và diễn biến của đại dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang tweet vào tối ngày thứ Tư 20 tháng 5 rằng phát ngôn viên đó nói một cách ngu xuẩn, thay mặt cho Trung Quốc, cố sống cố chết đánh lạc hướng về nỗi đau và mất mát mà đất nước của họ làm xảy ra tràn lan ra khắp thế giới. Cuộc tấn công với thông tin sai lệch và tuyên truyền của họ nhắm vào Hoa Kỳ và châu Âu là một sự ô nhục. Tổng thống Mỹ viết thêm như sau, tất cả đều xuất phát từ lãnh đạo cao nhất. Đáng lẽ họ đã có thể ngăn chặn dịch bệnh dễ dàng, nhưng họ đã không làm như thế. Ngoài cuộc khẩu chiến gay gắt với Trung Quốc về việc xử lý virus corona, Nhà Trắng đã tiếp tục đưa ra một cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào chính sách kinh tế hung hãn, củng cố quân đội và các chiến dịch xuyên tạc và vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền tại Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan Thái Văn Anh đã tái đắc cử cùng với lời chúc mừng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khiến Trung Quốc điên cuồng tức giận. Người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vào hôm 20 tháng 5 bày tỏ sự tức giận trước việc Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng bà Thái Anh Văn nhậm chức Tổng thống Đài Loan lần thứ hai và cảnh báo Mỹ sẽ chịu hậu quả nếu tiếp tục nâng tầm quan hệ với quốc đảo này. Hãng tin AP đã dẫn nguồn tin từ một giới chức chính phủ cấp cao đề nghị giấu tên cho biết bản báo cáo dài 20 trang không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, nhưng nó cũng củng cố những cử chỉ và chỉ trích mạnh mẽ của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump mà ông hy vọng sẽ gây tiếng vang với các cử tri đang tức giận với các hành xử dịch bệnh của Trung Quốc khiến hàng chục triệu người Mỹ mất việc. Việc truyền thông chỉ tập trung vào rủi ro đại dịch hiện nay đã bỏ lỡ bức tranh lớn hơn về thách thức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin AP đã dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hôm 20 tháng 5 trước khi Nhà Trắng công bố báo cáo. Và Trung Quốc đang bị cai trị bởi một chế độ tàn bạo, độc tài, một chế độ cộng sản kể từ năm 1949. Trong nhiều thập niên, chúng ta nghĩ rằng chế độ này sẽ dần dần trở nên giống chúng ta hơn, thông qua thương mại, trao đổi khoa học, tiếp cận ngoại giao, cho phép họ tham gia tổ chức thương mại thế giới với tư cách là một quốc gia phát triển. Điều đó đã không xảy ra, Tổng thống Mỹ tiếp tục. Sau đó, ngay trong ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố chấp thuận bán ngư lôi tiên tiến cho quân đội Đài Loan, một động thái chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh chỉ trích mạnh mẽ hơn. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ đã thông báo cho Quốc hội về việc bán ngư lôi hạng nặng và các phụ tùng thay thế, thiết bị hỗ trợ và thử nghiệm trị giá 180 triệu đô la, được cho là sẽ giúp cải thiện an ninh của Đài Loan và hỗ trợ quy trình ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ tin rằng nếu mở cửa thị trường rộng hơn, đầu tư nhiều tiền hơn vào Trung Quốc và cho các sĩ quan quân đội Trung Quốc được tiếp cận nhiều hơn với đào tạo và công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, thì dần dần sẽ khiến Trung Quốc tự do hóa, quan chức Mỹ đã nói với AP như vậy. Đây là hình ảnh vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tự hủy hoại uy tín bản thân vì những lời nói dối. Nhưng thay vào đó, Trung Quốc ngày càng
chuyên chế hơn bất cứ lúc nào kể từ khi Bắc Kinh giết người biểu tình chống chính quyền ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng khẳng định các ý tưởng chính trị của họ trên toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời chính quyền Nixon. Hơn 40 năm sau, rõ ràng là cách tiếp cận này đã đánh giá thấp ý chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc hạn chế phạm vi cải cách kinh tế và chính trị ở Trung Quốc. Báo cáo của Mỹ nói, trong hai thập niên vừa qua, các cải cách đã chậm lại, bị đình trệ hoặc đảo ngược. Theo báo cáo, chính quyền Trump thấy rằng không có giá trị gì khi can dự với Bắc Kinh chỉ để có tính biểu tượng và phô diễn. Khi ngoại giao âm thầm tỏ ra vô ích, Hoa Kỳ sẽ gia tăng áp lực công cộng đối với Trung Quốc. Ví dụ mới nhất về sự cạnh tranh sức mạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là tại Tổ chức Y tế Thế giới. Trong hội nghị thường niên của Cơ quan Y tế thuộc Liên Hợp Quốc vào tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia vào hội nghị qua video để cung cấp thêm tiền và hỗ trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi đó, ông Trump lên tiếng chống lại Tổ chức Y tế Thế giới trong một lá thư cáo buộc tổ chức này đã cùng với Trung Quốc che đậy sự bùng phát của virus corona, và ông đe dọa sẽ ngừng vĩnh viễn tài trợ của Hoa Kỳ, vốn là nguồn tài chính chính của Tổ chức Y tế Thế giới trong nhiều năm qua. Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc về việc củng cố quân đội, tham gia vào các cuộc tấn công mạng và cam kết chấm dứt các hoạt động kinh tế hung hãn của Bắc Kinh đã bị vùi lấp bởi những lời hứa lèo, rỗng tuếch. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đại hội kỳ họp thường trực của Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 hôm 18 tháng 5 năm 2020. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, đã có hơn 120 quốc gia ký tên vào dự thảo một nghị quyết yêu cầu điều tra độc lập về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo hãng truyền thông CNN, Nga cũng đã tham gia ký kiến nghị điều tra. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng so sánh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với chiến binh cô đơn. Trong thời chính quyền Obama, Trung Quốc hứa là sẽ ngăn chặn các hành vi trộm cắp do chính phủ chỉ đạo ở trên mạng hay nhằm vào các bí mật thương mại, nhằm thu lợi từ thương mại, và đã lặp lại lời hứa tương tự trong 2 năm đầu tiên của chính quyền Trump. AP đã dẫn lời báo cáo nói như vậy. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, Hoa Kỳ và hàng chục quốc gia khác đã báo cáo rằng Trung Quốc đang tấn công các máy tính nhắm vào mục tiêu sở hữu trí tuệ và đánh cắp thông tin kinh doanh. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bất bình về cách mà Trung Quốc tiếp cận tranh luận với Tổ chức Thương mại Thế giới rằng mình là quốc gia đang phát triển. Mặc dù Trung Quốc đã là nhà nhập khẩu hàng đầu các sản phẩm công nghệ cao và chỉ đứng sau Hoa Kỳ với tổng doanh thu, sản phẩm nội địa, chi tiêu quốc phòng và đầu tư bên ngoài. Dưới thời ông Tập Cận Bình, các quan chức Trung Quốc đã thanh trừng phe phái chính trị đối lập. Các blogger, các nhà hoạt động và luật sư bị truy tố bất công, áp đặt kiểm soát nghiêm ngặt để kiểm duyệt không chỉ trên truyền thông mà cả các trường đại học, doanh nghiệp và các cơ sở và tổ chức phi chính phủ. Công dân và các tập đoàn bị nhắm mục tiêu, giám sát. Và những người được coi là bất đồng chính kiến đã bị giam giữ tùy tiện, tra tấn và lạm dụng. Trung Quốc cũng tiếp tục giữ cấu trúc kinh tế phi thị trường với cách tiếp cận do nhà nước dẫn đầu về thương mại và đầu tư. Báo cáo nói, những cải cách chính trị cũng đã suy yếu hoặc đảo ngược và sự phân biệt giữa chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị xóa nhòa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào hôm 20 tháng 5 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về vấn đề virus corona. Ông gọi khoản tiền 2 tỷ đô la mà Bắc Kinh cam kết chống đại dịch là quá nhỏ so với mất mát hàng trăm ngàn sinh mạng con người và hàng ngàn tỷ đô la, theo hãng truyền thông Reuters đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu trước báo giới tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington vào ngày 20 tháng 5 năm 2020. Ông Pompeo đã bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh đã hành động minh bạch sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ nói nếu ông Tập muốn thể hiện điều đó, ông nên tổ chức một cuộc họp báo và cho phép các phóng viên hỏi ông bất cứ điều gì họ muốn. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong tuần này rằng Trung Quốc đã có hành động với trách nhiệm, công khai, minh bạch. Tôi ước gì sự thật là như vậy. Reuters dẫn lời ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo nói tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc tội Bắc Kinh tiếp tục giữ các mẫu virus chưa được phép tiếp cận các cơ sở, kiểm duyệt, hội thảo và nhiều việc khác nữa. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng đột biến trong những tuần gần đây với việc ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Pompeo và Tổng thống Donald Trump đả kích Bắc Kinh về việc xử lý dịch bệnh. Hoa Kỳ hiện nay là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch toàn cầu này. Vào thời điểm nhiều quốc gia đang thúc giục đoàn kết và hợp tác thúc đẩy mạnh cuộc chiến chống virus,
ông Trump đã đề xuất rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vì bất bình về sự ứng phó của tổ chức mà ông gọi là một con rối của Bắc Kinh, trong khi ông Tập lại cam kết trợ giúp 2 tỷ đô la. Đây là hình ảnh ông Tedros, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 73 tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 18 tháng 5 năm 2020. Tôi mong sẽ thấy họ thực sự thực hiện cam kết trị giá 2 tỷ đô la đó. Những đóng góp của Trung Quốc trong việc chống lại đại dịch là quá nhỏ so với thiệt hại mà họ đã gây ra cho thế giới. Reuters dẫn lời ông Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nói như vậy. Và đại dịch này đã giết chết khoảng 90.000 sinh mạng người Mỹ, hơn 36 triệu người Mỹ đã mất đi việc làm kể từ tháng 3, toàn cầu mất 300.000 sinh mạng, có thể lên tới 9.000 tỷ đô la, theo ước tính của chúng tôi. Đó là cái giá mà thế giới phải trả cho thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ nói như vậy. Và tại Bắc Kinh, Trung Quốc nói ông Pompeo cực kỳ vô trách nhiệm và kêu gọi ông giải thích về những thiếu sót trong phản ứng của Mỹ đối với virus corona chủng mới. Tại sao chính phủ Hoa Kỳ không thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nào từ giữa tháng 1 đến tháng 3? Reuters đã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói như vậy. Và tại sao Mỹ thất bại trong việc ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus corona? Ông có trách nhiệm giải thích điều này với thế giới, đại diện của Trung Quốc nói thêm. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cáo buộc Trung Quốc đe dọa Úc bằng trừng phạt kinh tế vì nước này tìm cách điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch bệnh. Đồng thời cáo buộc Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã có mối quan hệ gần gũi bất thường với Bắc Kinh từ lâu trước khi xảy ra đại dịch này, là điều mà ông cho là rất đáng quan ngại. Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay chưa lên tiếng về các cáo buộc của ông Mike Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tổng thống Donald Trump chỉ thẳng, người phát ngôn Trung Quốc nói ngu, Bắc Kinh gây nhiều nỗi đau mất mát. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de